Xuân Nghĩa và Hải Vân kính chào quý vị khán giờ đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng đều đặn mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền Long An. Trong bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau: xử phạt người chủ cơ sở cắt lễ trị bệnh ở Vĩnh Long số tiền 45 triệu đồng, đồng thời buộc đình chỉ hành nghề đông y gia truyền. Học sinh lớp 9 ở Cần Thơ bị bảo vệ trường đánh gãy xương hàm chỉ vì một quả bóng. Hãy hùng cảnh ô tô tông trụ bơm xăng gây cháy dữ dội. Cùng chuyên mục nhà nông thông minh tìm hiểu cách nuôi gà có bườm như sư tử, thu lời hàng chục triệu đồng. Để nắm bắt những thông tin nóng này, quý vị hãy đồng hành cùng với Hải Vân và Xuân Nghĩa xuyên suốt chương trình quý vị nhé. Và không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng với Hải Vân và Xuân Nghĩa theo dõi thông tin nóng đầu tiên của chương trình. Thưa quý vị, hiện nay toàn thành phố Cần Thơ có khoảng 25.000 cây xanh đường phố với các chủng loại rất đa dạng như là cây xà cừ, sao, dầu, bằng lăng, hoàng hậu, cây xanh nhật, hoa sữa, điệp, gừa, Osaka, móng bò, lộc vừng, sứ, ngọc lan, viết, hoàng nam, phượng, me, liêm sạc, càng hồng, bàng và 41 công viên vườn hoa với tổng diện tích khoảng 20 ha. Trước hệ thống cây xanh khá đồ sộ này, cũng như nhằm đánh giá hiện trạng cây xanh công cộng đô thị trên địa bàn, xây dựng hệ thống thông tin quản lý bản đồ cây xanh công cộng đô thị, thành phố và xây dựng cơ sở dữ liệu, mới đây Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đang thực hiện dự án quản lý hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố bằng công nghệ thông tin trong 24 tháng năm 2022 đến năm 2024 với tổng kinh phí gần 1,6 tỷ đồng. Hệ thống cây xanh chủ yếu tập trung tại khu vực các quận nội thành, quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng. Ở các huyện, cây xanh chỉ tập trung tại một số trục chính của khu vực thị trấn. Trong đó, quận Ninh Kiều có khoảng 5.500 cây xanh đường phố, cây xanh công viên, có 22 công viên với tổng diện tích khoảng 12,4 ha. Tuy nhiên, việc quản lý cây xanh hiện chủ yếu trên Word, Excel và các văn bản giấy bằng phương pháp thủ công, chưa có sự kết hợp giữa nguồn số liệu và sự phân bố của chúng ngoài thực tế. Chưa có ứng dụng để quản lý, theo dõi tổng thể hệ thống cây xanh về vị trí, hình ảnh, lý lịch cây, khả năng sinh trưởng, phát triển của cây. Các trường hợp cây xanh chết, mục, rỗng, có nguy cơ gãy, đổ, cần được theo dõi, phát hiện kịp thời để xử lý, tránh gây thiệt hại. Từ thực trạng đó, thời gian qua, Sở Xây dựng Cần Thơ đã đề xuất thực hiện đề tài quản lý hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ bằng công nghệ thông tin. Dự kiến sau khi đề tài được bàn giao vận hành, phát huy được hiệu quả trong việc quản lý cây xanh công cộng đô thị bằng ứng dụng công nghệ thông tin trên hai địa phương thí điểm, quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền. Để quản lý đồng bộ cây xanh công cộng trên toàn địa bàn thành phố, cũng như việc triển khai thực hiện đề án xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Hình ảnh kinh hãi mà quý vị đang nhìn thấy trên màn hình là một hố tử thần có đường kính 4m, sâu khoảng 20m vừa xuất hiện tại xã miền núi Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, khiến người dân bất an lo sợ. Thưa quý vị, được biết đây là khu vực sụt lún cạn nước xảy ra hơn 2 năm nay. Dù đã nhiều đoàn liên ngành về nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, người dân thì vô cùng hoang mang và lo lắng. Trước đó, hàng trăm hộ dân đã liên tiếp phát hiện hiện tượng đất sụt lún, tường nhà bị nứt vỡ, giếng nước khô cạn một cách bất thường. Huyện Quỳ Hợp đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Châu Hồng cấm biển cảnh báo, dăng dây, cấm người dân hiếu kỳ kéo đến xem để đảm bảo an toàn. Xã Châu Hồng là thủ phủ khai thác khoáng sản như đá trắng, quặng thiết đã hàng chục năm nay. Từ cuối năm 2019 đến nay, trên địa bàn xã đã ghi nhận có 279 giếng nước sinh hoạt bị cạn nước, xuất hiện 13 hố sụt lún ở ruộng lúa nước, ven khe suối và hơn 114 ngôi nhà bị rạn nứt. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp đã mời Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ khảo sát, đánh giá chi tiết, tìm nguyên nhân gây ra hiện tượng sụt lún. Ngày 11 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp đã ra thông báo yêu cầu tất cả các tổ chức cá nhân tạm dừng việc bơm hút nước, khai thác nước ngầm tại khu vực bản Na Hiên, bản Công, bản Na Non, bản Pon, xã Châu Hồng. Chuyển sang một thông tin liên quan đến tai nạn giao thông. Mới đây, một xe ô tô bất ngờ tông trụ bơm xăng của một cây xăng trên tuyến đường quốc lộ 49A đoạn qua phường Phú Thượng, thành phố Huế, khiến lửa bốc cháy. Vụ hỏa hoạn khiến trụ bơm và ô tô hư hỏng nặng. Được biết, nguyên nhân ban đầu là do tài xế đạp nhầm chân ga. Sau đây là những hình ảnh tại hiện trường.
Vụ việc xảy ra tại cửa hàng xăng dầu số 21 trên tuyến đường quốc lộ 49A đoạn qua phường Phước Thượng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vào khoảng 16 giờ 40 phút chiều ngày 17 tháng 5. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô biển kiểm soát 75A-06921 do một người đàn ông điều khiển vào cây xăng trên để đổ xăng. Khi rời khỏi cây xăng, do đạp nhầm chân phanh qua chân ga, ô tô tông vào trụ bơm xăng gây cháy. Những người ngồi trên xe nhanh chóng mở cửa thoát ra ngoài. Các nhân viên của cửa hàng xăng dầu lập tức dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa đã cháy lan sang xe ô tô và cháy xém các cột xăng bên cạnh. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều một xe chỉ huy và hai xe chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến dập tắt đám cháy. Vụ hỏa hoạn đã làm hư hỏng trụ bơm xăng và chiếc xe ô tô cũng bị cháy hư hỏng nặng. Tiếp tục là một thông tin liên quan đến y tế. Tại tỉnh Vĩnh Long, một người đàn ông đã nhận chữa bệnh chỉ với hình thức cắt lễ. Đây là cách chữa bệnh dân gian có từ xưa nhưng chưa chứng minh được hiệu quả và có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe bệnh nhân nên Bộ Y tế không cho phép sử dụng. Trước những hiểm họa có thể gây ra cho nhiều người dân nhẹ dạ cả tin, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định xử phạt người đàn ông chủ cơ sở cắt lễ trị bệnh này số tiền là 45 triệu đồng, đồng thời buộc đình chỉ hành nghề đông y gia truyền. Sở Y tế Vĩnh Long đã làm việc với ông Nguyễn Thanh Sang, còn gọi là thầy Khương, 45 tuổi, ngụ ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, về hành vi chữa bệnh đông y bằng hình thức cắt lễ không phép. Ông Sang thừa nhận hành vi chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, vi phạm quy định về lĩnh vực y tế. Cơ sở Thanh Khương chữa bệnh bằng hình thức cắt lễ không đảm bảo an toàn, để người không có chuyên môn thực hiện, tiếp nhận và chữa bệnh cho hàng trăm người bằng hình thức cắt lễ. Giấy phép đứng tên cơ sở Thanh Khương là của một lương y khác, ông Sang cũng chưa phải là hội viên hội đông y. Thưa quý vị, những sự việc bạo lực học đường xảy ra tại chính lớp học, sân trường, nơi mà đáng ra các em học sinh phải được an toàn nhất, luôn khiến mỗi người trong chúng ta và cả cộng đồng phẫn nộ. Và mới đây, một học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ bị bảo vệ của trường đánh gãy xương hàm phải nhập viện điều trị. Nguyên do là vì sao? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 12 tháng 5, một nhóm học sinh tham gia đánh bóng chuyền tại sân trường có xích mích và lời qua tiếng lại giữa em NTB, 15 tuổi, học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ và một nam sinh bên ngoài. Cả hai tranh cãi về việc B không chịu đền quả bóng đã đánh bay lên nóc trường. Sau đó, hai bên lao vào đánh nhau. Lúc này bảo vệ của trường là VDHT, 20 tuổi, đến can và kéo B ra. Sau đó, B đánh bảo vệ và bị anh này đánh trả. Sau khi sự việc xảy ra một ngày, ban giám hiệu đã lập biên bản vụ việc và có hướng xử lý. Theo đó, bảo vệ VDHT thừa nhận sai, nóng tính, không kiềm chế được bản thân mà đánh B. Bảo vệ này cũng cam kết sẽ đến nhà xin lỗi và bồi thường tiền thuốc. Anh Nguyễn Anh Kiệt, 34 tuổi, anh trai của B cho biết gia đình đồng ý để cho VDHT lo tiền thuốc men với số tiền 20 triệu đồng. Đối với trường hợp của bảo vệ VDHT, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở thị trấn Phong Điền cho biết hiện đã cho bảo vệ này tạm nghỉ việc để cơ quan chức năng điều tra vụ việc. VDHT là nhân viên hợp đồng của trường, làm việc được khoảng 3 tháng nay với mức lương gần 3 triệu 500 ngàn đồng mỗi tháng. Theo kết quả khám của phòng khám đa khoa Vạn Phước, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, em B bị gãy xương hàm, tụ dịch xoang hàm trái. Thưa quý vị, tại Bạc Liêu, hai thanh niên điều khiển xe mô tô nẹt bô, rú ga, bốc đầu xe rồi quay video clip đăng lên mạng xã hội vừa bị Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh này ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông. Đây là bài học đắt giá cho những thanh thiếu niên thích thể hiện bản lĩnh, xem thường pháp luật. Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 5 tháng 4 năm 2022, Dương Lý Thịnh, sinh năm 2004, ngụ ấp Chủ Chọt, xã Ninh Thành Lợi A, huyện Hồng Dân, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 94E1-49919 và Lê Thanh Nhật, sinh năm 2001, ngụ khóm 2, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 94D1-37710 đi trên tuyến quảng lộ Phụng Hiệp, đoạn qua địa bàn ấp Bình Hộ A, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long. Khi thấy có nhóm thanh niên đang tụ tập dàn hàng ngang để chuẩn bị đua xe, thì Thịnh và Nhật đã tham gia vào nhóm. Cả hai điều khiển xe mô tô ra giữa đường rồi liên tục rú ga, nẹt bô, bốc đầu xe. Những người còn lại dàn thành hàng, đứng cổ vũ và quay video clip để đăng lên mạng xã hội. Xác định hành vi của Dương Lý Thịnh và Lê Thanh Nhật để vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Chiều ngày 17 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 7 triệu đồng và tước giấy phép lái xe trong thời gian 3 tháng. Mới đây, lực lượng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển có 5 thuyền viên do ông Lê Minh Hải, 56 tuổi, trú thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, làm thuyền trưởng, đã phát hiện một tàu chở khoảng 100.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.
Trước tình hình nhiên liệu tăng giá một cách phi mã, thời gian qua, cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý nhiều vụ buôn lậu xăng, dầu, số lượng lớn. Và vụ việc này là một trong số những vụ việc được lực lượng chức năng phát hiện với số lượng dầu không rõ nguồn gốc cực lớn, thưa quý vị. Vào khoảng 20 giờ ngày 15 tháng 5, trên khu vực biển Tây Nam cách côn đảo khoảng 144 hải lý, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã phát hiện tàu cá số hiệu TG91678TS có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Trên tàu lúc này có 5 thuyền viên, dòng Lê Minh Hải, 56 tuổi, trú thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu của ông Hải, tàu đang vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của hàng hóa. Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đưa tàu về côn đảo để xử lý theo quy định của pháp luật. Thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ việc các đối tượng sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thu lợi trái phép nhiều tỷ đồng. Đơn cử là mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ đối tượng Âu Thị Thanh Hằng, 26 tuổi, trú thành phố Vinh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một nạn nhân với số tiền lên đến 8 tỷ đồng. Âu Thị Thanh Hằng không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại thường xuyên lên mạng xã hội đăng tải các hình ảnh ăn chơi tại các địa điểm sang trọng, đi xe ô tô đắt tiền ở chung cư cao cấp, khoe trong tài khoản lúc nào cũng có hàng tỷ đồng và tự giới thiệu bản thân là một doanh nhân bất động sản thành đạt để thu hút sự theo dõi của nhiều người và kêu gọi các nhà đầu tư. Ngày 11 tháng 5 năm 2022, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ đối tượng Âu Thị Thanh Hằng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu giữ hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên Âu Thị Thanh Hằng, một hợp đồng đặt cọc về việc chuyển nhượng đất, một xe ô tô và nhiều giấy tờ liên quan tới hoạt động kinh doanh bất động sản. Tại cơ quan công an, bước đầu Hằng khai nhận đã tự làm hợp đồng đặt cọc mua bán đất, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lừa đảo chị PTMH sinh năm 1991, trú quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội với số tiền gần 8 tỷ đồng. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tượng dở khóc dở cười của ba cháu bé ở trong thang máy tòa chung cư khiến nhiều người hoảng hốt và bất ngờ. May mắn là cả ba đều không sao, thưa quý vị. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến cho các em mắc kẹt lại chính là bài học cho các bậc phụ huynh lưu ý. Theo đó, khi thấy thang máy không hề nhúc nhích, ba em thi nhau gào khóc, cố dùng tay đập vào cửa để tìm cách thoát nạn. Mãi đến khi có người ở ngoài bấm nút, cánh cửa thang máy mới chịu mở ra. Ba đứa trẻ liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhiều người tinh ý phát hiện ra nguyên nhân là do lũ trẻ chưa bấm số tầng nên thang máy mới không di chuyển được. Do đó, bố mẹ cần hướng dẫn, dạy dỗ bé cách di chuyển thang máy, tránh xảy ra nguy hiểm thực sự. Tiếp tục chương trình là đoạn clip ghi lại toàn bộ hành vi đáng xấu hổ của một người phụ nữ. Theo đó, thay vì nhặt được của rơi trả lại người đánh mất, thì người phụ nữ này lại nhanh tay đút túi rồi phóng xe đi mất. Theo những hình ảnh được camera an ninh ghi lại, người đàn ông trong lúc bế con đi mua đồ ăn về đã đánh rơi ví ngay trước cửa nhà. Tình huống này đã ngay lập tức rơi vào tầm mắt của người phụ nữ đang chạy xe máy ngang qua. Ngay lập tức, người này dừng xe nhặt lấy chiếc ví, bỏ vào cốp xe rồi phóng đi mất. Clip này sau khi được chia sẻ, đa phần mọi người đều chỉ trích hành động tham lam của người phụ nữ. Đậu xe trong sân có cả hàng hóa, tưởng rằng là an toàn, thế nhưng nam thanh niên giao hàng trong vụ việc sau đây đã bị mất cả chì lẫn chài. Vụ việc trên xảy ra tại gần cây xăng ngã tư Quán Đôi, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đoạn camera, chiếc Sonic màu đỏ đen biển số 47E1-43582 của anh Nhân Viên trên xe buộc một cái sọt giao hàng màu xanh, còn nhiều kiện hàng chưa giao. Nhưng sau đó, hai nam thanh niên xuất hiện. Sau khi quan sát không thấy động tĩnh gì, một tên đi vào trong, lẻn bẻ khóa, rồi cả hai tẩu thoát. Hiện vụ việc đã được nạn nhân trình báo công an điều tra xử lý. Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh hai đối tượng giật dây chuyền của người đi đường giữa ban ngày được lan truyền trên mạng xã hội khiến người xem vô cùng bức xúc. Đáng nói là sau khi thực hiện vụ việc bất thành, kẻ cướp đã xịt hơi cay rồi cùng đồng bọn tăng ga tẩu thoát. Được biết vụ cướp táo tợn xảy ra trên đường Đồng Tâm, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ cướp xảy ra trước một tiệm sửa xe máy. Đôi nam nữ bị hai thanh niên chạy xe máy áp sát từ phía sau, giật sợi dây chuyền người nam đang đeo trên cổ. Bị giật mạnh, sợi dây chuyền rớt ra. Tuy nhiên, sợi dây chuyền rơi lại. Người nữ ngồi sau xe máy kịp giữ lấy. Kẻ cướp xịt hơi cay rồi cùng đồng bọn tăng ga tẩu thoát. Do không mất tài sản, nạn nhân không trình báo công an và rời đi sau đó. Thank you.
Bán chuyên với nghề nuôi chim trĩ từ năm 2015, loài chim này có thể vừa làm kiển vừa ăn được thịt. Do nhu cầu thị trường, anh Phạm Minh Biên ở tỉnh Vĩnh Long sưu tầm, mở rộng nuôi thêm gà kiển chim công. Trong đó có giống gà sư tử Ba Lan và gà lực sĩ Serama. Nhờ nuôi giống gà này mỗi tháng mà thanh niên 8X này thu về hàng chục triệu đồng. Giống gà này có gì đặc biệt lại có giá trị cao đến thế? Mời quý vị cùng nhà nông thông minh tìm hiểu ngay sau đây nhé! Màu sắc đẹp mắt, hình dáng lạ, trên đầu có bờm như sư tử. Chính những nét đặc biệt của giống gà này đã thu hút chàng trai 8X ngụ tỉnh Vĩnh Long. Vào năm 2019, anh nhập về thử hai bộ gà sư tử Ba Lan bố mẹ, mỗi bộ gồm một con trống và hai con mái. Nhờ thuần dưỡng và nhân giống thành công, giờ đây 8X này sở hữu trang trại gà sư tử Ba Lan được xem lớn nhất miền Tây. Ngay từ cái tên nó mình biết rồi, sư tử, cho nên là nó rất là sung. Cái con gà vô mình khi mà mình lại chuồng nó, mình nhìn vô thấy nó rất là sung. Rồi tóc đầu, đặc biệt là có cái đầu bờm tóc, nó có cái đầu bờm đó, nó giống như con sư tử vậy đó, cho nên là người ta cũng kêu là sư tử. Còn xuất xứ là từ Ba Lan, cho nên là kêu bằng sư tử Ba Lan. Cái giá trị của cái con gà sư tử Ba Lan này thì nó nằm ở hình dáng và cái màu sắc. Gà sư tử Ba Lan rất sung và hiếu chiến, lông có nhiều màu, chủ yếu lông trắng, vàng hay đen đầu bạc. Điểm đặc biệt trên phần đầu có chùm lông xòe ra trông như chiếc bờm của sư tử. Chính nét đặc biệt này tôn thêm vẻ đẹp kiêu kỳ của giống gà kiển này. Gà sư tử Ba Lan nuôi khoảng 8 tháng thì bắt đầu đẻ trứng. Mỗi năm gà mái đẻ khoảng 100 trứng, trong đó tỷ lệ nở con khoảng 80%, trọng lượng tối đa không quá 1,5 kg. Nó cũng na ná giống như con gà tre của mình thường thôi. Nhưng mà mình nuôi mình cũng phải chăm chú ý là vaccine là đầy đủ. Rồi thức ăn là mình bổ sung rau đồ đầy đủ cho nó. Cho nó sung con gà thì nó cái tỷ lệ mà sinh sản ra nó mới tốt. Với hơn nữa cái thời gian mà mình lai nó càng sinh sản ra lai thì nó càng đẹp. Đó, cái màu nó đột biến ra nó nhiều màu đẹp. Cho nên là thấy nó bền hơn tất cả các giống khác. Từ giai cặp gà sư tử bố mẹ, hiện trang trại của anh Biên sở hữu khoảng 40 con gà sư tử bố mẹ. Giá bán gà sư tử Ba Lan 1 tháng tuổi khoảng 300.000 đồng một con. Gà sư tử trưởng thành từ 2 đến 4 triệu đồng một cặp, tùy theo con đẹp hay xấu. Ngoài ra, 8X này còn sở hữu khoảng 20 con gà Serama, Tí Hon hay còn gọi là gà lực sĩ. Điểm đặc biệt của giống gà này là nhỏ con, trọng lượng từ 300 đến 350 gram. Phần ngực ưỡn ra phía trước như phô diễn hình thể. Cũng như gà sư tử Ba Lan, gà Serama dễ nuôi nhưng giá bán cũng chẳng kém cạnh gì gà sư tử. Từ hồi nuôi giờ mình cũng nuôi rất là nhiều là cái giống gà kiển, nhưng mà sau đó thì mình tổng kết lại thì chỉ thấy có giống sư tử Ba Lan với dòng gà Serama Tí Hon này nè. Thì cái nó thứ nhất là mình thấy nó đẹp, thứ hai nữa là cái nhu cầu của khách nó nhiều. Ở đây thì mình tính theo tháng. À, một tháng mình trừ chi phí hết, mình lãi tầm khoảng 30 triệu. Ngoài việc thuần dưỡng, chia sẻ nguồn giống cho những ai cùng đam mê, 8X này còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn cho những ai cần. Khởi nghiệp từ việc nuôi hai loại gà kiển đặc biệt mà anh Biên có thu nhập ổn định khoảng 30 triệu đồng một tháng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và công việc, đặc biệt luôn dành thời gian cho Nóng 24 giờ để cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong ngày. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.